mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với GVN Channel. Mình là Nhã My và đây là Channel số thứ 6. Channel là bản tin tổng hợp các thông tin về công nghệ, PC gaming và eSports sẽ được lên sóng vào mỗi thứ hai hàng tuần trên GVN Channel. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với bản tin đầu tiên. Trong tuần vừa qua, AMD đã chính thức ra mắt dòng CPU và VGA thế hệ kế đến của mình tại thị trường Việt Nam. Và ưu ái hơn nữa, hãng còn tự hào công bố thị trường Việt Nam sẽ là nơi đầu tiên hãng quyết định tung ra dòng sản phẩm mới này trên toàn Đông Nam Á. AMD cuối cùng cũng đã ra mắt chính thức thế hệ vi xử lý mới nhất của mình, Ryzen 3000 Series, với những thông số có lẽ chúng ta đã biết từ trước đó. Tuy nhiên, điểm đặc biệt đó là mức giá của những sản phẩm này đang rất được lòng người tiêu dùng Việt Nam, khi vi xử lý Ryzen 3 3200G có giá bán chính thức chỉ 2.590.000 đồng. Tức là bạn sẽ có một vi xử lý hiệu năng cao, tích hợp nhân đồ họa đủ mạnh để chơi các tựa game như Liên Minh Huyền Thoại hay Đấu Trường Chân Lý mà chẳng cần đến card đồ họa rời. Mà sẵn tiện nói về card đồ họa thì dòng card đồ họa RX 5700 và RX 5700 XT vừa ra mắt, hứa hẹn sắp đến cũng sẽ là một trong những sản phẩm tốn bao giấy mực của các nhà đánh giá cho mà xem. Có lẽ đang có khá nhiều thông tin mập mờ xung quanh hệ máy console đình đám Nintendo Switch trong khoảng thời gian gần đây. Tuy nhiên, có một nguồn thông tin gần như có thể nói là chính xác nhất đã vừa xuất hiện. Sau khi ra mắt Nintendo Switch Lite, nhà phát triển đã quyết định tung ra thêm một phiên bản khác nữa, nhưng đây chỉ như là một phiên bản nâng cấp nhẹ. Vì theo công bố, chỉ có thời lượng pin sẽ tăng lên, chứ chưa có thông tin về bất kỳ thay đổi nào khác. Cụ thể, từ phía nhà sản xuất có nói, thế hệ mới của Switch có thời gian dùng pin lên tới 9 tiếng, cụ thể hơn là từ 4 tiếng rưỡi tới 9 tiếng. Trong khi đó, thế hệ cũ chỉ là từ 2 tiếng rưỡi tới 6 tiếng. Nintendo ước tính rằng với tựa game The Legend of Zelda, Switch mới có thể chơi được trong thời gian 5 tiếng rưỡi. Rất nhiều nhà đánh giá đã nói rằng kích thước của cả hai phiên bản là tương đương nhau, nên có thể sự khác biệt nằm ở hệ thống vi mạch mới giúp tiết kiệm điện năng hơn. Câu trả lời chắc có lẽ phải chờ đến khi ra mắt thì mới biết chính xác được. Tựa game thuộc thể loại Battle Royale PUBG đã vừa tung ra một đoạn trailer cực kỳ hoành tráng liên quan đến việc ra mắt mùa giải tiếp theo của mình. Trong đoạn trailer mới đây nhất, PUBG đã cho thấy một khung cảnh hoàn toàn khác so với những gì chúng ta tưởng tượng. Đoạn trailer kể về một cậu bé lạc lối giữa trận địa chiến tranh dữ dội, với tiếng súng, bom rơi khắp nơi mà không có ai bên cạnh. Đến phân đoạn cuối cùng, khi những chàng trai lúc này đang hăng say chiến đấu, thì cậu bé ngày nào giờ đây như quyền lực hơn, đã ngồi trước một màn hình lớn, chỉ xem trận chiến khốc liệt mà không còn tham gia hay trốn chạy nữa. Câu chuyện tưởng chừng như đơn giản, nhưng màu sắc, phong cách dựng hình đều rất giống với tựa game Call of Duty đã từng làm. Bởi công ty tạo ra tựa game PUBG đã đồng hợp tác với Glen Olin Stoffield, là tổng giám đốc và đồng sáng lập của Sledgehammer Games. Ông trước đây là phó chủ tịch và tổng giám đốc tại EA Visceral Games và là người sáng tạo cũng như sản xuất điều hành trò chơi kinh dị góc nhìn thứ ba Dead Space cũng như Call of Duty đình đám. Khung cảnh trong trailer trái ngược hoàn toàn với những gì mà đối thủ Fortnite mang lại. Có thể thấy PUBG đang thật sự muốn chơi lớn với season tiếp theo của mình. Cùng trông chờ nhé! Xin được chúc mừng đội tuyển Việt Nam trong tựa game Liên Quân Mobile khi mà các game thủ này đã giành lấy chiến thắng cao nhất về cho quốc gia của chúng ta trong thể thức đấu quy mô trên toàn thế giới. Tối ngày 14 tháng 7, đại diện Việt Nam Team Flash đã có một chiến thắng huy hoàng trước những nhà vô địch mùa trước Mad Team, đại diện Đài Bắc Trung Hoa, để trở thành đương kim vô địch giải Liên Quân Mobile Thế Giới AWC 2019 trong niềm vui sướng của cổ động viên nước nhà. Đây là một trong những khoảnh khắc, những chiến thắng quan trọng nhất trong lịch sử bộ môn Liên Quân Mobile và nền thể thao điện tử nước nhà, là lần đầu tiên mà một đại diện đến từ Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới. TBA rất mạnh, điều đó là không thể chối cãi. Để có được chiến thắng trước họ thì những chàng trai của chúng ta đã cố gắng rất rất nhiều. Bằng chiến thắng 4-3 trước nhà cựu vô địch thế giới, Team Flash đã cho chúng ta thấy rằng họ không chiến thắng bằng phép màu mà là bằng bản lĩnh, sự cố gắng và những nỗ lực phi thường. Chắc hiện tại vẫn còn đang rất ít người dùng đã và đang sở hữu các điện thoại Android sử dụng SoC Snapdragon 855. Thế mà Qualcomm trong tuần qua đã chính thức tung ra dòng SoC mới hơn mang mã hiệu Snapdragon 855 Plus với màn cải tiến đáng kể về mặt xử lý đồ họa. Vì xử lý trên di động do Qualcomm sản xuất đang ngày càng mạnh trong khoảng thời gian gần đây với Snapdragon 835, 845, 855 và giờ đây là 855 Plus. Với vi xử lý mới nhất này, hứa hẹn sẽ đem lại khả năng xử lý đồ họa tốt hơn. Cụ thể là với 855 Plus sẽ cho phép xử lý đồ họa và cải thiện tốc độ vi xử lý nhanh hơn đến 15% so với người tiền nhiệm.
Có vẻ khoảng cách về tốc độ và sức mạnh của hai hệ điều hành trên di động được dùng nhiều nhất ở thời điểm hiện tại là Android và iOS đang dần dần được rút ngắn. Bài tin vừa rồi cũng đã khép lại Gmail của tuần này. Các bạn đừng quên like, subscribe và nhấn chuông thông báo để cùng theo dõi các thông tin mới nhất về công nghệ. PC Gaming và eSports sẽ được lên sóng vào mỗi thứ hai hàng tuần trên GVN Channel. Còn bây giờ xin được chào và hẹn gặp lại.